飘飘飘，涌起几许新盼望，望故乡转气象。情深深，就算一生烟恶风恶浪，但永不轻沾一分树霜。树更高，山更青，这份情无限上，一年落步记心上。路更弯，海更深，故地浓情都一样，月光清辉，把这心宵照亮。Cô đại diện nhớ cho kỹ nha, các người chưa ra mỗi bên hai cô đón tiếp họ là sự chúc nha. Bác ơi, chuyện gì? Dạ, con chuẩn bị xong rồi. Nhớ cụ chắc hai giờ pháo đó nha. Dạ, theo trước bác kìa. Kìa kìa, cái gì nữa, sắp tới giờ làm lễ rồi, lễ dùm chút đi. Nhanh lên. Dạ dạ dạ, dạ. Thưa bác, họ tới rồi kìa. À, đâu, đâu, à, hai cô này theo tôi, lễ lên, lễ lên. Phép được giới thiệu, đây là đội làm công trình ông thư ký Hoàng. Chào ông. À, mời ông đi ngay này. Ông Phương à, ông đến thật là đúng hẹn. Đúng. Người Mỹ chúng tôi làm việc là phải có kết quả tốt. Dạ dạ. Ồ, tốt. Làm việc tốt lắm. Dạ phải, khu vực này của chúng tôi bây giờ đã mở mang lắm rồi. À, mời ông lên khán đài danh dự, lát nữa quần tượng sẽ tới đây thì buổi lễ được tiến hành liền. Được. Làm ơn tiếp ông Phương giúp tôi. À, ông Phương à, nhà quân chủ tới rồi kìa. Dạ, thầy Khánh. Dạ, mời quân chủ. Có cần phải long trọng gì không? À, dạ, à, làm cho có lễ thôi mà. Tất cả chi phí đều do tài trợ cả. Trên phương thức là hợp tác, ông nhớ đừng để cho nước bạn bị thiệt thòi. Còn nhớ những gì trước đây má hai dặn dò không? À. Lễ khánh thành Sơn Dương Thái Bình. Ủa, chuyện quan trọng vậy sao không thấy má hai? À, à, dạ, hình như là má hai... Má hai bị gì hả? Dạ, à, hình như là sang lạc kế bên, chưa có về tới. Đèn đét tụi bay, chứ chí chưa ở ngoài này. Má hai muốn ngồi cho nó thông thả một chút cũng không được. Má hai, má hai à, má hai, má hai, má hai. Chị gì vậy hả bay? Má hai à, thì là tội cho nó quá. Má làm ơn phân xử giùm con này, đừng binh vực ai cả. Con gà trống con mẹ mổ con gà mái của con nó trầy từ đầu tới cổ. Má coi đi chỗ này nè. Con gà trống của tôi nghe lời như vậy sao lại đi mổ con gà của thím làm gì chứ? Chính là con gà trống của mẹ mổ con gà mái của con chạy hết nè, còn không dám nhận nữa hả? Nè, mổ nó đi, mổ nó. Trời ơi, bà tưởng là tôi không biết cho nó mổ con gà của bà. Mổ nè, mổ nó đi. Đúng rồi. Đưa má coi coi. Con gà mái của con bị rỉ chút máu thôi, nhưng mỏ của con gà trống có chút xíu, làm sao mà mổ nó được chứ. Thôi rồi, chắc là con mèo tam thể của bà Tàng á, nó wow thôi. Thật hả? Má hai đã ở làng này mấy chục năm rồi, thứ gì mà má chưa nếm chứ. Người đời có câu: bệnh tùy khẩu nhập, hoa tùy khẩu xuất.
Hai đứa bay cũng đã lớn tuổi rồi, chuyện nhỏ như là hột đậu mà cũng cãi lộn cho được. Bây giờ mới hai quyết định cho hai con, hai đứa bay không có được giận nhau nữa. Tổ tiên có câu, người cùng một làng tức là rễ một gốc, cùng một nguồn giếng thì phải đồng lòng, có nhớ không? Dạ nhớ rồi má hai. Má hai à? Má hai à, thằng Mông. Má hai à, Dương đại tẩu làng họ Dương á đang đợi má đỡ đẻ giùm, cô sắp đẻ rồi. Tuổi bay còn trẻ như vậy sao lại toát mồ hôi lạnh nhiều quá vậy? Để má hai nấu vài thang thuốc cho bay uống. Dạ. Ủa, càng tính ra thì càng thấy lạ. Thiên Dương á mang bầu mới có 8 tháng thôi, làm sao sanh tháng này được? Mong à, thắng xe đi, thắng xe đi, thắng xe, thắng xe, thắng. Má hai không sao chứ? Má hai đi đò nhiều hơn bay đi xe nữa. Mắt của tao ấy vẫn còn sáng, tao không sao. Bay có chuyện gì giấu tao phải không? Nói mau, là chuyện gì? Cô xin lỗi má hai, trưởng ấp sai con làm việc này thôi à. Đưa tao đến gặp nó. Dạ. Chúng tôi nổi tiếng về nghề làm pháo này. Khi pháo được tốt lên thì tiếng nó sẽ vang xa mấy cây số, để tỏ lòng hợp tác lâu dài giữa chúng ta, Thanh Hoài Trung Hoài. Phải bay sai thằng Mông đến lừa má không? Ủa, sao không cho má hai biết chuyện này? Ờ, tôi đã thương lượng nhiều lần với má rồi, nhưng bà đâu có chịu dọn. À, thì ra ông qua mặt luôn cả má hai, cứ bỏ bừa công trình làm cho có chứ gì. Nè, như vậy là sao? Bà già, bà tới đây làm gì? Có phải mức bồi thường của chúng tôi bà chưa vừa ý không? Nếu phải bà cứ nói thẳng với tôi đi, tôi là họ Phương. Tôi không cần nói nhiều với cậu, tóm tắt là tôi không có dọn. Má hai à, má hai, má khoan giận đã. Má hai đi sao? Được rồi má hai à, thực ra công ty chúng tôi phát triển ở khu vực này, thứ nhất là muốn thị trấn trở thành hiện đại, thứ hai là muốn thay đổi cuộc sống của dân làng ở đây. Chúng tôi đền bù theo quy định của nhà nước, tất cả dân làng người nào cũng đã ký tên rồi và đồng ý dọn đi. Phải đó má hai à, họ đã chịu bồi thường và cho thêm tiền dọn nhà nữa. Phải đó má hai à, nào là làm cầu lắp cống, còn có điện có nước nữa. Má hai à, còn có dây nối nữa, có thể gọi trực tiếp về Hồng Kông nữa đó. Ngoài tiền dọn nhà ra đó, họ còn cho mình thêm 2 thùng xách nước nữa đó má. Phải đó má hai, tại vậy mà tụi bay đứa nào cũng xuống người nhà ký tên hứa là sẽ dọn đi phải không? À phải đó má hai, chỉ mình má là không chịu dọn thôi. Dân mình có câu á, uống nước nhớ nguồn. Tụi bay đứa nào cũng nhờ đất này nuôi dưỡng, bay nhờ ruộng nương ở đây, nhờ bùn sình ở đây nuôi dưỡng tụi bay. Tụi bay không biết liên tiếc nó sao? Má hai à, thời thế bây giờ nó khác hẳn rồi, xã hội đang tiến bộ không ngừng, ai ai cũng có một cuộc sống đầy đủ hơn. Vậy đi, cùng lắm tôi sẽ trả thêm chút đỉnh cho má, ngoài ra còn định bù thêm ngôi nhà khác cho má ở, vậy má vừa ý chưa? Cậu đừng có hòng dùng tiền để dụ dỗ cái bà già này, tôi không thèm. Má hai à, má hai à, vậy má tính sao?
Má Hai ở đây mấy mươi năm rồi, một ông cỏ viền gạch hay là một cái mương, má cũng đều đổ công sức vào đó. Được, tụi bay muốn tao dọn chứ gì. Bây giờ má Hai ngồi ở đây nè, tụi bay muốn dọn thì dọn tao trước. Bà muốn gì đây? Thái độ của bà có khác gì làm nãy? Sửa sao đi ngài trưởng ấp. Chuyện này ông giải quyết giùm tôi đi. Hay làm vậy đi ông Phương à, mình quay về thương lượng lại từ từ nha. Không được, không có được, không có được. À ông Phương à, ông Phương, thôi bây giờ mình cứ về rồi từ từ thương lượng lại sao? Dạ, ông theo chúng tôi về. Má Hai này là hạng người gì? Sao các ông lại sợ bà ta vậy? 300 ngàn, 300 ngàn lận. Đủ quân chậm một ngày thôi thì mất thêm 300 ngàn rồi, sao vậy? Hay là vì kẹt má Hai đó mà mỗi ngày phải đền mất 300 ngàn hay sao? Ông Phương à, nếu bên ông bị tổn thất, chúng tôi đồng ý bù lại con số đó. Không, đây không phải vấn đề tiền bạc mà đòi hỏi vấn đề nguyên tắc. Tôi không sao hiểu nổi tinh thần làm gì của các ông, không biết giữ quy tắc chút nào. Ngoài vấn đề nguyên tắc ra, chúng tôi còn phải biết tôn trọng. Má Hai nói rất đúng, tổ tiên chúng tôi có câu uống nước phải nhớ nguồn. Công ơn của má đối với chúng tôi nặng như Thái Sơn, cả làng chúng tôi đều mang ơn của bà. Quân trưởng nói đúng đó, cũng do bà nuôi tôi lớn, chúng tôi đâu có dám làm buồn lòng bà. Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn biết còn phải chờ đến chừng nào thôi. Alo. Dạ. Papa. Cái gì? Ba đã sang Thượng Hải rồi à? Sáng mai sẽ vào thị trấn. Thẩm trấn. Ủa, hành khách trên chuyến bay thì hầu như ra hết rồi, sao không thấy Phương lão tiên sinh vậy? Chiều tướng. Ừ. Chiều ha. Định thi pháo hả? Đây, tôi ăn con xe của cậu. Được ha. Papa. Ủa? Sao lại như vậy? Ờ, Mã Điền, sao chưa chịu thua phải không? Đánh lại bàn khác nha. À, không còn thời gian, chúng tôi còn phải lên máy bay. Dịp khác có cơ hội chúng ta đánh lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Papa, sao ba lại ngồi đi đánh cờ? Ba có biết nãy giờ tụi con tìm ba, không thấy ba đâu, con lo cho ba lắm, ba có biết không? Thời đâu mà lo, ba xuất ngoại thường mà, sớm một chuyến bay thôi. Ba đi vòng vòng chơi, thấy họ đang đánh cờ, sẵn dịp ghé đánh vài ván. Ông Phương à, thấy ông đẹp lão như vậy không giống người 80 tuổi chút nào hết. Tại sao mấy năm về trước ông không về nước để cho biết? Trước đây là tôi bay qua Mỹ cũng lâu rồi, chuyện hồi đó không còn nhớ gì hết, chỉ nhớ tên mình là Phương Thụ Căn thôi. Dạ, ông là người vùng nào à? Tôi cũng không nhớ, hình như là Quảng Đông Quảng thì phải. Bà, bà nhìn coi, phố xá họ cũng xây dựng khác hẳn những năm trước. Lạ quá, trước đây đâu phải như vậy. Đúng là mùa này rồi, đúng là mùa này rồi. Làm ơn vượt xe giùm. Dạ, ông cẩn thận nha.
Phải rồi, phải rồi. Không sai, chính là mùi đất này mà vẫn còn nhớ. Papa, chính mụ già đó đã ngăn cản làm cho công trình của mình bị đình trệ. À, bà là bà má hai. Bà ở làng này mấy chục năm rồi, người trong làng ai cũng kính trọng bà hết. Thật sao? Vậy chắc bà biết tôi. Papa, đằng trước toàn là bụng xình, đừng bước tới nữa. Chắc bà đã mệt rồi, hãy là về khách sạn nghỉ ngơi đi. Đưa giám đốc về khách sạn về. Dạ, về khách sạn trước nha. Xin chào. Mà con à, đây mới đúng là lạp xưởng Đông Quảng nè. Nó tròn vo cục ngủng, con đừng có chê nó. Thơm ngon lắm, cắn vào miệng là rất là thơm. Theo con, miệng mấy tên nó dính mùi mỡ thì có. Khi không chúng lại bày ra bà má hai đó, rõ ràng là muốn kiếm thêm một mớ mà. Đây nè, đây là bún gạo Đông Quảng. Nếu con muốn ăn cho ngon miệng, cần phải nhúng nước lạnh trước để vậy cho nó ra. Ba, con đang nói chuyện làm ăn với ba mà. Thì ba đang nghe đây nè. Làm ăn cần nhất là phải có tiền mặt đầy đủ, chứ đừng sợ người ta làm tiền mình trước con à. Biết đâu dân làng họ có nỗi khổ khác. Kẹo mạch nha ngon quá. Còn nữa, xưa nay ba của con làm ăn chuyện gì lúc nào cũng có tính chủ quan. Đừng để cho họ bị thiệt thòi thì mình không có hổ thẹn với bản thân. Thật ra con có bồi thường một cách hợp lý cho họ chưa? Chuyện đó tất nhiên rồi, con bồi thường đúng theo quy định. Ngoài ra còn giúp cho họ nữa. Vậy thì được rồi. Nếu con không hổ thẹn với mình thì cứ làm y theo kế hoạch và đúng theo quy tắc. Dạ. Nếu bà nói vậy thì con không nhường cho mụ già đó đâu. Lạp xưởng phải phơi, nướng lên ăn mới ngon. Cũng như con người ta, phải chịu đựng mưa gió thì mới chững chạc. Papa, sao bà biết chuyện phong tục ở đây quá vậy? Không sai. Đúng ra thì ba đã từng sinh sống tại đây. Thank you.
Nè, chú em à, tôi muốn chú em chở tôi đi vòng vòng ở đây được không? Ông già nhắm có ngồi nổi không? Không sao đâu, ở bên Mỹ tôi lấy xe một mình được mà, cậu chạy từ từ là được rồi. Ông từ bên Mỹ về à? Ừ. Lấy ông $100 thôi. Chú em à, tôi thuộc hạng đá xanh, cậu không cắn nổi tôi đâu. $50 đi, được không? $50. Ê, thôi không chở đâu. Không chở thì thôi. Nè ông già, ông già, 50 thì 50. Lên xe đi. Mày luôn bắp ở đây tốt quá. Ủa sao ông lại biết? Sao lại không biết? Đằng kia là đậu phộng chứ gì. Đúng rồi, kia là đậu bắp, còn kia là bí đao. Chắc năm nay trời ít mưa cho nên ruộng nương không được tốt. Tội cho mấy chú ếch quá. Thật không ngờ ông cũng biết nhiều thiệt. Ông già ông còn định đi đâu nữa không? Tôi nghe nói ở đây có một bà già, người ta gọi là má hai gì đó, tôi muốn gặp bà. Thì ra là ông sang đây tìm má hai hả? Xong chịu nói sớm tôi chở công không cho. Con Hồng, mau chạy vô làng á, kêu họ ra đây. Má Hai à? Má Hai, mày tới làm gì? Má Hai à, thật ra chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ đâu, nhưng công trình của chúng tôi không thể kéo dài được nữa. Tôi mong má hãy hợp tác với chúng tôi. Cậu mới nói gì? Tôi nói không giòn là không giòn. Con nói má nghe, tụi con chỉ lo cho má ngoài này nắng chang chang ngồi đi làm chi. Thôi bây giờ má về đi rồi bàn bạc lại sao, má chịu không? Mày định gạt tao, thử tao già sợ ớt cày hả? Mày gạt tao quay về để cày bừa chứ gì? Má Hai à, chúng tôi không còn thời gian để thương lượng với má nữa. Lần này chúng tôi phải khởi công thôi. Lại đi, các bạn giúp một tay, giờ má Hai về nhà đi. Dạ. Quang hả? Tụi mày muốn gì? Tụi mày muốn gì? Quang hả? Cậu tránh ra đi, có chuyện gì từ từ nói. Má Hai à? Má Hai, có chuyện gì vậy má? Ủa, Phương Thủ Căn tiên sinh. Có phải mày không? Không phải. Mày có không? Nói lại thằng nào? Mày có không? Mày có không? Đi ra, đánh ngang bên coi. Quay ra. Đập cho tôi đòi. Kỳ quá vậy, làm gì vậy? Không sao vậy? Đánh ra đi. Thằng nào nữa? Phải tôi. Đi ra, đứng đây là lớn quá, có chuyện á. Đi ra. Vừa phá tôi chứ mấy ông đâu tới đây vậy? Đi ra đi. Cái gì mà từ từ nói? Đi ra kia rồi nói. Dữ dằn quá đi à. Vừa phải thôi. Con người thời nay thì bọp chộp. Chắc bà đây là má Hai ha? Ông là Phương Thủ Căn tiên sinh. Dạ phải. Cái đó mấy tấm hình này là cả gia đình tôi. Nè, họ đều là cháu chắc của tôi cả. Cháu tôi đây nè, đây cũng là cháu. Nó dễ thương lắm. Cháu của ông hả? Dạ phải, cháu của tôi đó. Ông là Phương Thủ Căn tiên sinh. Dạ phải, tôi là Phương Thủ Căn. Ông có còn nhớ tôi không? Tôi Lưu A Thế nè. Lưu A Thế á. Lưu A Thế. Tôi không nhớ gì mấy.
chuyện trước đây quên hết rồi. Nghe nói bà đây là người đồng hương, vậy là có quen tôi không? Ông đâu còn nhớ, ông không còn nhớ mình nữa. Thôi, thông cảm giùm nha. Ủa, má Hai đâu rồi? Kìa, bà mới đi kìa. Chắc mình làm cho má Hai buồn đó. Papa, bà đã nói gì với bà vậy? Đồ cô, bà chỉ nói bà không nhớ gì hết. Mau mau phụ má Hai mốt khoai đi. Dạ. Nhanh chân lại tại giùm. Má Hai ơi, con đào được nè. Thôi khỏi, đây là lần cuối cùng má Hai mốt khoai. Má chỉ muốn chinh tay mình đào thôi. Khóc kìa. Má Hai à, sao má khóc vậy? Chuyện gì vậy má? Chuyện Hai gì vậy má Hai? Tụi bay đừng có lo, tiền chủ của mẫu ruộng đã trở lại rồi. Má còn ở đây làm gì nữa? Má biết chắc tụi con thấy lạ lắm. Thật ra chuyện trước đây mà đã quên đây lâu ngày rồi, nhưng mà không biết tại sao bữa nay mà ngồi ở đây mà nhìn những mẫu ruộng ngoài đồng mà chợt nhớ lại tất cả. Chuyện này cách đây đã 70 năm rồi, lúc đó má vừa mới 8 tuổi. Ông già của má, ông gieo mạ khéo lắm. Má thích nhất là được ra đồng với ông. Bà Thế à, bà Thế. Chị gì hả bác? Con đây nè. Hơi, bây là đi đào khoai của họ rồi. Con chỉ đào mấy củ thôi mà. Ba à, mình nướng khoai ăn đi nha. Ăn khoai sống cũng được mà. Con không tin hả? Nó vẫn ngọt như là nướng vậy. Nè, nhớ là cái gì do đất tạo ra thì đều có thể ăn sống được. Ăn cũng ngon lắm đó hả? Sao lại không ngon? Cái gì mà do mình trồng trọt thì đều ngon hết. Nè, sống nghề nông như mình
Nó khác hẳn nghề trồng cây ăn trái nhiều. Nếu không may mà nhầm vào năm hạn, đừng có nói là khoai lang sống, dù là rễ cây con cũng phải ráng ăn. Thôi mau xỏ dép rồi về nhà. Dạ. Con nhớ đó nghe, ruộng nương là cha mẹ của nhà nông, thu hoạch là sinh mạng của mình. Con nhớ đó. Nếu mà hai thứ đó cũng không có thì không có mình đâu con. Ê tao, con lúa của tao đó mày. Sao của mày được? Tao lùa nó quá nó mới nhảy vô lưới của mày. Sao mày không lùa ngược lại đi? Tao lùa hướng nào tao kệ tao, mày đâu có được lấy của tao. Ê cãi tao. Gì mà cãi chứ? Chuyện gì vậy anh Tèo? Hai người đứng ở dưới cãi gì vậy? À, anh Thượng anh tới đúng lúc đó, giờ anh xử vụ này giùm tôi đi. Hồi nãy con cá bên lưới của tôi, nó búng nó nhảy qua bên lưới của con Tèo. Vậy mà nó nói là cá đó của nó đó anh Nghĩa. Sao của mày được chứ? Của tao mà. Của tao mày. Của tao mày. Thôi thôi hai anh đừng gây cãi nữa. Hai người thân nhau như vậy, chẳng lẽ vì con cá mà cãi lộn hay sao? Tổ tiên cũng có dặn, cãi lộn thì xấu miệng, người xấu mới cãi lộn. Chúng ta cùng một làng, cùng trái tim, cùng một nguồn nước thì phải đồng lòng chứ, phải không? Nè, con cá lóc bự như vậy á, đem về chân nó lên rồi chia hai ăn có được không? Thôi được rồi, bây giờ ghé nhà mày chân hay ghé nhà tao chân đây? Sao cũng được, sẵn rủ luôn anh Thuận đi. Ờ, chị ba, có anh Thuận nữa nha. Thôi cảm ơn, nhà tôi có dọn cơm rồi, về trước nha, đi con. Cùng một làng, cùng trái tim, cùng một nguồn nước thì phải đồng lòng. Đi lẹ đi, trời sắp sụp tối rồi kìa. Mẹ đang ở nhà đợi cha con mình về ăn cơm đó. Nhanh lên con. Dạ, lẹ lên ba. Ủa anh Ngu. Ủa Thế, con ăn gì vậy? Mẹ, cái người về sao tôi về trước kìa. Dạ, được rồi. À phải Thuận à, sao bữa nay tới giờ này mày mới về nhà ăn cơm? Anh biết trễ mà còn lên núi đóng củi. Bắt buộc thôi, sắp có thêm của nợ rồi, phải ráng chứ sao. Ai mà không biết, trời đã xế chiều rồi, mùa này ở trời thường mưa bất chợt, đường rừng ẩm ướt lắm. Chuyện đó thì khỏi sợ, tôi đi riết quen rồi. Cha con anh về ăn cơm trước đi, đừng lo cho tôi. À, nhớ cẩn thận nha. Bên ơi. Con về đó hả? Mau vô trong chùm củi giùm cho mẹ đi con. Má à? Má khơm lưng tối ngày không thấy mệt sao? Không sao, má đâu phải 70-80 tuổi. Con vô trong rửa mặt đi. Đừng mà, tay cái ba xình không mà, đừng có đụng em con. Cái con nhỏ này bay còn khó hơn mẹ của bay nữa. Dạ con, ông nói xấu gì tôi vậy? À, ông à, hả? Ông về thật đúng lúc đó. Ở trên vách nó hở một lỗ hổng như vậy nè. Mùng 5 tháng 5 sắp tới rồi, trời sẽ đổ mưa, tôi sợ sẽ bị dột. Thôi được rồi, bà đừng có hấp tấp. Tôi sẽ trét đất lên cho bà. Bấy nhiêu đó thôi mà làm đổ cả đỉnh chùa. Mẹ à, mùng 5 tới sẽ được ăn thịt phải không mẹ? Cái con nhỏ này, tối ngày chỉ muốn ăn thịt ăn cá. Nhà nông nghèo như mình làm sao có được chứ, thiệt. Má, mùng 5 tháng 5 chỉ ăn một bữa thôi mà. À má con thấy à, hả? Vào trống coi mấy món ăn bữa trước có bị mốc chưa? Nín đi. Ra nó ở chỗ này. Nín đi mà. Nín đi. Gì nữa? Nín đi. Sao vậy? Sao nó khóc hoài vậy? Cũng tại bà đập in in thôi à. Con cò cò bay lá, lá bay qua, bay qua qua ruộng lúa, bay về về động sâu, tình tính tan tan tính tình, cô nàng nào cô nàng ơi. Con à, con thật là giỏi á. Em còn nó khóc như vậy mà cũng có cách dỗ. Chết rồi. Ông à, ông coi nè, miếng bà sợi bị móc hết trơn rồi. Năm nay không có thịt để ăn nữa. Thì bà dùng chút giấm ngâm nếp vào, rồi sau đó lấy nước giếng rửa sạch đi, đem vô bếp bỏ vô nồi nấu chín. Có nhiều đó thôi cũng là sùm lên hết rồi. Nè con à, nhớ là đừng có học tánh mẹ con. Nó có nhiều đó thôi mà cũng làm không xuể. Mẹ con nghe lời ba không mà. Từ ngày mẹ con siêng lắm chứ bộ. Nào là dạy con nấu cơm nè, dạy con giặt đồ nữa. Con à, con gái nhà quê chúng ta phải nghe lời của trai ở trong làng này rồi. Nhưng mà họ quấy thì sao? Dù họ có quấy á, mình cũng phải nghe lời của họ. Con còn nhỏ không biết đâu, mai mốt con lớn lên á, con sẽ biết thôi. Phận đàn bà là vậy đó mà. Đừng có dạy cho con nó hư mà. Con à, con cứ nghe lời của ba. Mai mốt lớn lên á, con đừng sợ gì. Miễn sao làm người thẳng thắn thì không ai dám ăn hiếp con hết á. Con nhớ không?
Thôi đi, sắp ăn cơm được rồi. Dạ. Trong Long Châu kêu chắc địch, chèo từ sông này qua sông nọ. Chú Đông, chào cậu. Tôi muốn đổi cái liềm. Có ở đây. Thôi thì hai lít gạo đi. Thuận à, lần nào cậu cũng thiệt thòi á, lần này cậu nhường cho tôi thiệt thòi được không? Nghe nói nội của chú bị bệnh mà, phải có nhiều gạo để nấu cháo chứ. Chuyện đó thì khác, nếu cậu cứ cằn nhằn tôi không đổi cho cậu đâu. À, thôi được, thôi được, thôi được, lẹ dùm. Lần nào chú cũng nhường cho tôi. Đủ rồi, đủ rồi. Thôi, chưa đủ đâu. Mới có lít rưỡi à, chưa đủ hai lít mà. Chưa. Thôi được rồi. Thế à, con thích đôi giày này lắm hả? Dạ đâu có, con thấy em con không có đôi giày nào hết, muốn mua cho nó một đôi thôi mà. Để mai mốt đi, hồi nãy ba vừa mới đổi cái liềm, đâu còn gạo để đổi đâu, nghe lời đi con. Nếu thích đó thì cháu cứ lấy mang đi. Thím Cửu à, cảm ơn thím, để lần sau đi. Cầm lấy đi, cháu nó thích mày mốt hãy tính mà. À thôi được, thôi được. Vậy thì mau cảm ơn thím Cửu đi con. Cảm ơn thím Cửu. À thím Cửu à, dài hơn nữa tôi xách gạo ra trả cho thím nha. Thôi về về, trời mưa rồi con. Làng Hò Trương. Cha con mình đứng đây đụng mưa đi. Khi không ông trời lại đổ mưa. Đêm này không có tốt mấy đâu con. Giấy trời trận mưa này mau tạnh. Con à, có lạnh không? Con không lạnh. Trận mưa này còn dai lắm. Thôi mình đừng đụng nữa, chạy về nhà đi con. Nè. Trời mưa lớn quá. Mau đi lau khô mình mẩy đi con, coi chừng bị lạnh đó. Ủa nội à, mẹ con đâu rồi? Hồi nãy trời chuyển mưa, thêm ngủ nói là đau bụng. Mẹ con đã qua bển thăm thêm ấy rồi. Sao lại đau bụng trong lúc trời mưa lớn vậy? Vậy kìa, vậy kìa. Mẹ à. Hả? Sao hả bà? Thím Ngưu có sao không? Mẹ trời con Dương, thím Ngưu sinh được một thằng cô tí. Anh Ngưu hả? Anh mừng quá trời luôn. Anh cảm ơn tôi rối xích gì đó, nên cho mình mấy cái hột gà nè. Cái hột gà đi ăn rồi. Vậy thì anh Ngưu yên phận rồi. Nhằm ngày Tết nửa năm, má à, hay là mình đi ăn cơm đi. Dạ ăn cơm. Mấy món ăn nó nguội hết rồi. Không sao đâu má, hâm nó lại là được mà. Con à, má bưng vào cho nội đi. Dạ. Thôi Thuận à, chắc rồi không yên rồi. Ở đây nó bị vỡ tung ra rồi. Hả? Bà con ơi, vỡ đây rồi. Vỡ đây rồi bà con ơi. Trời đâu vậy, đâu lên lên, trên lên. Bị vỡ đây khúc nào vậy? Thôi để con hỏi nữa, chạy ra đâu ra khỏi coi. Lẹ lên, lẹ lên. Chú à, ở nhà lo cho vợ con đi. Không sao đâu mà, đừng lo, nước nào xuống chết cả lũ bây giờ mau đi.
Thuận ơi! Anh Thuận! Anh Thuận à! Thuận ơi! Thuận à! Anh Thuận! Thuận! Anh Thuận ơi! Mẹ! Ba! Anh Thuận à! Ba ơi! Chờ con, chờ con. Chờ con chút. Anh Thuận, anh Thuận à. Nè, đưa con thả xuống trước đi. Anh Thuận. Đưa con thả xuống trước. Xuống trời ơi. Mẹ xuống đi con. Đưa tay đi. Rồi, tới lượt má, má ơi. Xuống đi má. Má xuống đi má. Má, từ từ má, cẩn thận má. Cẩn thận, cẩn thận. Má đừng có sợ, đừng có sợ mà. Bà nữa, nhanh lên. Lại lên, lại. Đừng có sợ, đừng có sợ. Anh Thuận, cứ giật nó nha. Đừng sợ. Sợ lắm nè. Lên đi con. Lên đi. Má, cẩn thận nha má. Mấy người chờ tôi quay về liền nha. Đừng có sợ nha. Mẹ anh à, đừng cứu mấy người kia đi. Được rồi, đừng có sợ nghe, ngồi đó chờ tôi đi, chờ nghe. Chờ tôi nghe. Dạ, mấy con chồng mấy cái con. Được rồi, ngồi đó đi. Mấy con.飘飘飘，勇气几许新盼望，望故乡转气象。情深深，就算一生惊恶风恶浪，但永不轻沾一分树霜。树更高，山更青，这份情无限长，一片乐土。心上路更弯，海更深，故地浓情都一样。月光清辉，把这心宵照亮。